Thì đây là tôi có một cái máy đánh bóng của Mỹ. Thì cấu tạo của tất cả những cái máy đánh bóng thì đều giống nhau. Bao giờ trên cái bề mặt của máy đánh bóng cũng bao gồm những cái đĩa quay. Và trên cái đĩa quay này thì có gắn những cái tấm nỉ. Các bạn nhìn thấy một cái màu xanh xanh này. Đấy. Và ở đây để quá trình đánh bóng nó có thể diễn ra nhanh hơn thì chúng thông thường người ta dùng các loại bột đánh bóng, và người ta thông thường dùng cái bột oxit chrome hoặc là oxit nhôm để đẩy nhanh quá trình đánh bóng lên. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ dùng cái loại oxit chrome có cái màu xanh xanh này để chúng ta đẩy nhanh quá trình đánh bóng. Trước tiên chúng ta sẽ bật máy lên, bật máy và do cái máy này chúng ta để rất lâu rồi cho nên là chúng ta có thể cho ít nước để hỗ trợ cái bề mặt này. Đấy. Sau khi đã hỗ trợ rồi thì chúng ta sẽ đổ những cái bột đánh bóng lên trên bề mặt này. Đấy. Và chúng ta sẽ đặt trên cái mẫu trên cái bề mặt đĩa quay này. Tốt nhất là chúng ta nên đặt ở vị trí giữa tâm và cái mép ngoài cùng của đĩa bóng. Như thế cái lực ly tâm của chúng ta nó rất là nhỏ. Do vậy là cái lực mà chúng ta cần giữ cái mẫu này trong quá trình đánh bóng nó không cần nhiều. Đây. Các bạn đặt rất là nhẹ nhàng trên cái máy bóng này và giữ. Thông thường các bạn có thể mài một lúc hai đánh bóng một lúc, đánh bóng một lúc hai mẫu được rồi. Thông thường cái quy trình đánh bóng nếu mà mẫu chúng ta đã mài chuẩn rồi thì quy trình đánh bóng của chúng ta thông thường mất khoảng từ 5 phút trở lại. Rồi sau 5 phút đánh bóng, nếu mà các bạn nhìn trên cái bề mặt của mẫu chúng ta này, nhìn trên cái bề mặt mẫu chúng ta mà không còn vết xước nữa và cái bề mặt mẫu chúng ta là có cái ánh gương, tức là chúng ta có thể nhìn cái mặt chúng ta ở trong cái bề mặt đó và hoàn toàn ở trên này không còn vết xước hoặc là còn những cái vết xước, một vài vết xước rất là sâu chúng ta không thể loại bỏ trong quá trình đánh bóng được, thì chúng ta dừng lại, đem cái mẫu của chúng ta đi rửa sạch và lau khô cái bề mặt này bằng bông và kết hợp với máy sấy.